Nói rằng là ngồi tựa anh có bên sông đào là ngồi chào em. Vâng, chào anh ạ. Em muốn tìm ai ạ? Em ngồi chơi ạ. Cảm ơn. Vâng. Cho anh hỏi thăm, đây có phải là nhà em gái của Hoài Linh không? Dạ vâng ạ, em là em gái của anh ấy ạ. Em gái? Vâng. Hèn gì giờ mặt giống y như đúc vậy đó. Anh em thì phải thế chứ anh. Nhà em thì được cái là anh em giống nhau. Thế không giống nhau thì người ta bảo là con hàng xóm. Nói mình đánh lên nha. Em trẻ đẹp hơn Hoài Linh nhiều lắm. Anh có già như bố anh không? Thì em cũng là phải trẻ hơn anh, chứ còn già hơn thì lại chị rồi. Nhưng mà anh có thắc mắc, Hoài Linh á, nói với anh là Hoài Linh sinh trưởng ở ngoài miền Trung. Vâng ạ. Mà tại sao em lại là người miền Bắc? Dạ vâng anh ơi, không phải mỗi mình anh thắc mắc đâu. Bao nhiêu người thắc mắc, cả làng, cả xóm thắc mắc, chả phải mình anh. Thế thưa với anh thế này là đấy là nguyên quán. Miền Trung là nguyên quán là Quảng Nam, Đà Nẵng. Còn đẻ em thì đẻ từ mãi ở ngoài Bắc cơ. Vâng ạ. Thế là em ở ngoài đấy từ bé đến lớn thì thế em nói giọng Bắc luôn. Vâng ạ. Vậy thì cho anh hỏi này. Dạ. Em tên gì vậy? Dạ, em tên là Hoài Mơ ạ. Hoài Mơ. Anh nghe Hoài Linh nói là có ba người em gái sắc nước hương trời đó, sắc đẹp tuyệt trần đó. Vậy chẳng hay em thứ mấy? Dạ thưa anh, thế đầu lòng ba ả tố Nga. Thế Hoài Mơ là chị. Hoài gì là em? Xin lỗi anh, đến đây anh hỏi em hay là anh hỏi em? Anh hỏi em. Ý anh muốn hỏi em là để anh tìm hiểu em gì? Không. Xin lỗi, mời anh đi. Em không có thời gian mà để em tiếp anh đâu. Lỡ lời mà chút xíu mà. Không, em không thích như thế, không thích ai chọc em như thế. Người ơi, đừng về. Người về em chẳng cho về. Mơ. Dạ vâng, chào anh ạ. Em hẹn đây làm gì? Dạ em hẹn anh ra đây có tí việc. À vậy hả? Dạ. Trời ơi, bữa trước em trong nhà em làm dữ quá, làm anh sợ gần chết rồi. Anh ơi, thế em chỉ đùa anh thế thôi, chứ còn em thì thật sự ra em chả, em không dữ dằn như thế đâu. À vậy hả? Vâng. Em hẹn anh ra đây để tính chuyện hai đứa mình phải không? Ôi anh ơi, đâu mà nhanh thế ạ. Mình còn phải tìm hiểu nữa chứ. Chả là thế này, em thì em không làm văn nghệ chuyên nghiệp như các anh. Em chỉ làm cho làng thôi. Thế mà em rất là thích văn nghệ anh nhá. Mà ngày xưa là em nhớ là anh ấy là nhạc sĩ mà. Anh nhạc sĩ đúng rồi. Vâng, nhưng mà sau này thì em lại thấy anh lại đi diễn hài. Nhưng mà em biết anh là nhạc sĩ nên em muốn tìm hiểu đôi tí về âm nhạc ấy mà. Vâng. Muốn giao lưu đó. Vâng. Nhưng mà em có biết gọi là nhạc lý gì không? Dạ không, em biết mỗi cái vật lý trị liệu. Tại bố em đau thắp khớp ấy. Em phải học thế em chữa bệnh cho bố em. Được. Vật lý trị liệu cho em dễ thở không được em ơi. Vâng. Rồi em có biết đàn cái gì không? Đàn á? Đàn á, đánh đàn á. Vâng, thế là 7 nốt em chưa làm mít lòng hết này. Em cứ để nó nằm tự nhiên, thoải mái, vô tư. Tức là em không biết gì hết? Vâng. Nhưng mà em biết là em chỉ biết hát dân ca quê em thôi. Dân ca quê em? Vâng. Dân ca miền Bắc đó hả? Vâng ạ. Như vậy thì để em hát thử cho anh nghe đi. Thôi hát một mình mắc cỡ lắm. Cỡ? Thôi được rồi. Sao mắc cỡ phải không? Vâng. Anh hát với em. Ồ thế là mà đâm ra hay vậy? Thì anh hát trước đi. Được rồi. Vâng. Biết vậy. Để anh hát đi. Để hát. Anh hát cái bài này quen thuộc lắm. Anh đến quê em, nơi đây có dòng sông Cầu. Từ ngày hội lim em đã hứa khi xưa, vượt qua đèo cao qua suối sâu, nắng mưa gió sương anh không ngại. Chỉ mong gặp em người con gái hát câu dân ca. Người ơi đừng về. Trời ơi dễ thương quá. Anh thích nhất là cái câu mà em hát là người ơi
đừng về. U sao về? Ở lại đây luôn với em.